Thành lật lại đây. Hai đầu cầm cái chân chì lên xem nó cao cái chân chì lên nó Thành. Chân chì nào, báo cho chân chì cho nào. Thành nhấc cái chân chì cao lên xem nó bị lộn ở chỗ nào. Đấy Thành ngược lại đây, Thành quay lật lại đây. Chưa, bên cô Trinh kìa lật hẳn lưới lại, lật hẳn lưới lại bên này. Thành đấy, lật trên đấy. Cô Trinh bỏ tay ra. Ơ. Lại lật sang bên kia, thế thì Thành lại quay lại. Mấy vòng đi. Đấy, rồi, rồi đấy. Ngắn nhỉ. Cái chiều chiều cao nó nhỉ. 10 ừ. Bắt chỉ có vài này thôi. Sao cô không mua ở ngoài chợ ấy? Ngoài chợ không có à? Không, chợ Đức Xuân thì có kỳ lấy đây có mỗi loại thôi. Chợ Đức Xuân là có thì sao? Không có đâu. Chưa. Ở trong cô ra tìm ngoài chợ không có. Trong đi cao kỳ trong chợ chả có. Thằng Dương ấy, thằng Dương kia ấy nó biết mối ở dưới nó. À ừ. Và nó mang về tận lấy cho. Hỏi 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 bọn Dương mua cá ở dưới Thái Nguyên đầy. Đây, đây. Chỗ nhà đấy trên này. Cái này hơi ngắn. Ngắn mà cái ao rộng này ngắn. Bảo 15 mét thì chắc là đủ rồi. 15 mét thì đủ. Không cần lên trên bề vòng phát vào gỗ kia là được. Tại vì lưới đang nặng bê. Ôm túi mang về đây. Đấy nó bằng rất dễ mà. Đi trước lưới đi, đi đi sau lưới nữa Bác Trinh. Đi trước lưới đi, đi sau lưới. Đi trước lưới mà hộ được sau làm gì cái đường. Chú ra vót cho hai cái à lau cho hai cây ba ca bằng đầu người ấy để buộc vào đầu này kéo nó dễ. Cho một chân lên trên đi khó. Mẹ của ra con thua rồi ra. Cây nhiều cây nhá, chịu cũng nhiều cây đó. Mấy múc đây, đè luôn. Tưởng mấy múc cái cây bên trên nó phải gạt đi chứ. Nó lấp hẳn xuống cả cây cả kia đi. Xử lý bây giờ phải quét cái cống nó rộng ra cây. Buông vào, dập lên như thế này. Trước là bắt đầu làm kín kín lắm nha nhưng mà không giật lên được cao thì cũng gọi là xây lên xây lên 30 và cao lên đến một tầm nào đấy đến một tầm nào đấy là mình sau là cứ xuống 1 mét một bậc ấy hoặc là 50 phân 70 phân thì sau là mình rút dần tất cả nó đỡ phải lặn rất nhanh như ao tôi được kia tôi làm cái tính hoa không đầy một phát này là xong đúng như thế đấy là một phát nó phát ra hết đã phải xuống nước nước ra hết nó phun vuông này, xong là như là tháo thì cái ngòm đẩy phát bẹp phát xuống như là thế kia lúc mà mút cũng mệt phết đấy, ra là nó chả mút gì. Cái này chắc mới múc đấy anh nhỉ? Năm rồi. Một cái đệm cũng hết nhiều tiền đấy. Đấy lắm. Múc chỗ này giải lá hơn chục tí. Cái gì? 60 mấy triệu ấy. Mở đường từ đây vào múc hàng mấy lần, 3 lần. Cái ao này. Làm 3 lần đấy. Tiện, lần có nghe tiện máy ở ngoài kia, khu dân cư mới ngoài kia. Không vào luôn. Nóng quá mẹ, nóng quá nóng. Nắng nét thua gì? Mát.
Nhẹ nhàng thôi, những con nhỏ làm nhẹ nhàng thôi, nó chết đấy.
vứt phát lên chỗ lái cái kìa. Vứt lên cao kia thì nó có nhảy đi đâu được mà. Mày bước lên một hai bước vứt một phát lên trên kia. Nó có nhảy được đâu mà, cầm đến kia tí lại nhảy á. Móc vào mang, móc tay hẳn vào, sâu vào. Ở kia đây coi là đồ chọc cân. Nướng có con mẹ bé thôi, đừng nướng con to. Ôi con to bao giờ mình ấy chín. Con to mới chín. Nó thích nướng con đấy thì phải mổ ra. Mổ đôi ra. Mổ đôi ra. Dọc từ đầu đến chân. Con vừa con chị bị bán đấy.